Vâng, Ngọc Bình xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2018. Ngọc Bình có cập nhật đợt lan mới này về thì hôm nay cũng nhân tiện giới thiệu cho các bạn tất cả những loại lan mà ngày hôm nay em có luôn. Thì mọi thông tin liên lạc thì các bạn hãy gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại của em là 0984754102 nhé các bạn nhé. Rồi Ngọc Bền sẽ tiếp nhận tất cả các đơn hàng trực tiếp với các bạn và gửi hàng COD qua bên kênh vận chuyển của Viettelport cho tất cả các bạn cả nước. Và các bạn sẽ có nhân viên giao hàng tận nơi cho các bạn, và các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên giao hàng tận nơi đấy thôi ạ. Đấy, hình thức mua hàng rất đơn giản vậy thôi. Và hôm nay em sẽ điểm qua những mặt hàng mà ngày hôm nay em có luôn nhé. Đấy, như loại cây đang hoa này là dòng cây này là được một chị có nhập về để bán lẻ, nhưng mà số lượng vẫn còn rất nhiều nên là em cũng gọi là nhập với chị ấy mang về để em sẽ bán giúp chị ấy một vài chục giỏ để chia sẻ cho các bạn cùng đam mê lan trên toàn quốc nhé. Đấy, loại cây đang có hoa ở trong chậu đấy tên là lan mini nha các bạn nhé. Đấy, và có thêm cả trúc mành này, có bên kia là u lồi, và có một chút ý ngọc, ý thảo ba màu, có thêm cả phi điệp vàng, ý ngọc, kim điệp xuân, hoàng thảo xoắn, và có nhất điểm hoàng, và có thêm ngọc thạch, môi tua, kim thoa này. Hôm nay có thêm sơn thủy tiên. Hàng cây nhỏ vừa vừa rất là xinh đẹp luôn, rất dễ trồng chậu. Có thêm kiều tím, đùi gà tròn, và có thêm cả chuỗi ngọc nhé các bạn. Và hôm nay chúng ta có thêm một chút nghệ tâm. Và trên kia là còn có long tu xanh hoa tím nhé. Và tiếp theo ở trên đấy thì mặt hàng vừa mới tàn hoa xong, đấy là lan đuôi trồn, hay còn gọi là sóc trồn bắc, hay gọi là sóc ta đấy. Đấy, và đây em sẽ giới thiệu cho từng loại cho các bác luôn. Là hôm nay chúng ta sẽ có đây lan vani nhé, lan mini. Đấy, những cái bông hoa lan đây. Đây là những bông lan mini mà đang nở rất rộ này. Đấy. Đấy, đây là những bông lan mini nhé các bạn nhé. Và loại này có giá thành là 90.000 một chậu này nhé các bạn nhé. Đấy, một chậu như này là 90.000 này. Đây là một dòng lan chúng ta đã được trồng theo mô hình công nghiệp, nên là về chúng ta chỉ việc cắt cái túi ni lông này đi và chúng ta cho vào một cái chậu mới để chúng ta nuôi dưỡng cây ở trong chậu mới của chúng ta thôi. Mà giá thể để chúng ta cho thêm vào thì cũng chủ yếu là dớn vụn hoặc là sơ dừa nhé các bạn nhé. Dớn vụn sơ dừa, như ở đây họ chủ yếu trồng bằng rêu chile này. Đấy, nhưng loại rêu này thì cửa hàng cơ sở chúng em lại chưa có hàng rêu, hoặc là chúng ta có thể thêm bằng vỏ thông nhé các bạn nhé. Đấy, chăm sóc loại cây này thì đấy, như các bạn cũng thấy đấy, nó gần giống như là lan hồ điệp thôi, nên là chúng ta rất là dễ dàng chăm sóc các bạn ạ. Đấy, 90.000 một chậu này nhé. Mỗi một chậu này là một cây nhé các bạn nhé. Là 90.000 một chậu một cây. Đấy, hoa có cái cánh màu hồng hồng và những cái nhụy tím tím mực, tím cà luôn nhé các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo có trúc mành vừa rồi mới xong hoa, và cũng cái mùa cây rau tàn hoa thì cũng là cái mùa mà chúng ta ghép trúc mành.
là rất dễ thuần cây vào mùa này nhất. Chứ còn những mùa khác thì chúng ta thuần về cái loại dòng cây này rất cực kỳ khó tính luôn. Nên là được mùa này thì đúng lúc mùa hoa của cây á, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng để mà thuần cây luôn. Đấy. Trúc mành có giá là 500.000 một kg nhá. Các bạn nhé, hôm nay em chỉ có chừng khoảng 2 kg thôi. Trúc mành 500.000 một kg. Và tiếp theo đây u lồi. U lồi có giá 400.000 một kg. Đấy, hôm nay chỉ có mấy kg thôi, hàng ngắn gọn đẹp. Đấy. Xanh tươi luôn các bạn ạ. Đây những nhánh này không bị mất cái mầm nên là những cái nhánh này em cũng sẽ loại bỏ mà không gửi hàng cho các bạn nữa. Đây như nhánh này mà nó vừa rồi là nó đã phải lên tới 2 mầm này các bạn này. Đấy mà rất mượt đẹp luôn. Có những cái lá lúc khai thác thì nó cũng có chịu sự ảnh hưởng nên nó cũng bị vàng bớt. Và những cái lá này cũng có, nó sẽ ảnh hưởng đôi chút và nó sẽ bị rụng. Nên là nó, chúng ta lúc nhận được cây ạ thì sẽ thấy một số thân lá vàng, nên là chúng ta cũng sẽ rất sót về cái điều đấy. Nhưng mà thực sự là mùa này nắng nóng nên là cái việc đấy thì thực sự là khó tránh khỏi về việc cái lá vàng. Đấy, 400.000 một kg nhé các bạn nhé. Còn đây em có một chút hoàng thảo ý thảo nhé các bạn nhé. Tên loại cây này là ý thảo 3 màu. Tức là bông hoa của nó sẽ có 3 màu. Màu sắc của nó sẽ gồm có màu vàng, màu tím và màu trắng nhé các bạn nhé. Chỗ này thì có gần 1 kg, nên là em sẽ bán tất cả chỗ này cho các bạn, chia sẻ cho các bạn là 200.000 đồng nhé các bạn nhé. Còn đây là phi điệp vàng. Đấy, phi điệp vàng thì có giá là 150.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy, phi điệp vàng nhà em đây. Đấy, hàng phi điệp vàng thì sắp tới sẽ nở hoa vào tháng 7, tháng 8 sắp tới á. Có giá là 150.000. Và đây là ý ngọc. Ý ngọc hôm nay về thì không còn nhiều. Thực sự là khai thác không còn được nhiều. Đây là một những cái bông hoa còn sót lại của mùa này đây. Hoa nó cho màu tím và cánh trắng mốt nhé các bạn nhé. Rất đẹp luôn. Hàng ý ngọc có giá 250.000 một kg nhé các bạn nhé. Kim điệp xuân. Kim điệp xuân được đợt này xanh đẹp. Lác đác một khóm cây nhỏ. Nên là đấy. Còn hàng chủ yếu đấy, còn rất xanh mượt luôn các bạn nhé. Đấy. 180.000 một kg nhé các bạn nhé. Kim điệp xuân. Cây đang lên những cái mầm gốc như thế này đây nhé các bạn nhé. 180.000 một kg. Còn đây là hoàng thảo xoắn. Chủ yếu là hàng dề nhé các bạn nhé. Hoàng thảo xoắn có giá 300.000 một kg. Cái hoàng thảo xoắn. Đấy. Đây là những cái dề nhỏ đây. Thì nó mức độ như này. Và những cái dề to đây. Đấy, dề này nó còn lẫn có cả rêu chi lê này. Đấy, lúc khai thác là vẫn còn có cả rêu đây. Đấy. Những cái dề tầm trung trung đây. Giá là 300.000 một kg nhé các bạn nhé. Còn đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng với nhất điểm hồng là hai loại nó khác nhau nhé các bạn nhé. Nên là các bạn để ý về cái tên của hai loại này. Thì cái nhất điểm hoàng em bán giá là 120.000 một kg. Tình trạng cây là vẫn còn đang hoa này. Thực sự là hoa của dòng này là nở rất là lâu. Từ cách đây một tháng là cây đã nở hoa rồi. Nhưng mà hiện tại thì một số cây là vẫn còn đang rất nhiều hoa luôn. Đấy, hầu như là hoa bây giờ chưa tàn. Mà do lúc vận chuyển là những cái bông hoa này bị dập nát thôi. Đấy, 120.000 một kg nhất nhất điểm hoàng nhé.
Và đấy, ngọc thạch thì hôm nay chỉ còn một chút này thôi. Hôm nay chỉ có một chút ngọc thạch như này thôi, nên là đấy, hàng vẫn còn trong bó. Trong lúc gửi hàng thì sẽ có lọc hàng cho các bạn. Đấy, có cả những khóm nó nhỏ nhất là một thân như này nhé các bạn nhé. Có giá là 200.000 một kg, là cái ngọc thạch ba màu. Còn đây là cái môi tua, lan môi tua thì mùa này đang ra nụ này các bạn nhé. Đấy, những cái nụ ở ngón tay trỏ của em đây. Đây là hoàng thảo kiểu môi tua, có giá 150.000 một kg. Sắp tới sẽ cho chúng ta xem những cái bông hoa màu vàng rực rỡ. Và đây là hoàng thảo kim thoa, cũng có mức giá là 150.000 một kg. Tình trà cây hiện giờ cũng đang rất là nhiều nụ nhé các bạn nhé. Đây, đây là những cái nụ hoa ở kim thoa đây. Đấy, vừa rẻ vừa đẹp, mà cây cũng sẽ cho chúng ta những cái chùm hoa mà vàng sặc sỡ cho một tiết trời hè như thế này. Đây, đây là những nụ hoa được trổ từ những cái thân già đây. Đấy, như cái thân già này là năm ngoái đã trổ một lần bông rồi này, là bên dưới này. Đấy, năm nay lại trổ thêm một cái búp bông nữa. Đấy, đây, đây cũng là một cái thân già năm ngoái đã trổ bông ở trên này nhá. Năm nay lại trổ tiếp một bông ở bên dưới này. Đấy, đây là một búp nụ nhá các bạn nhá. 150.000 một kg. Đấy, hà kim thoa của em hôm nay là nói chung là dòng cây trung bình, đều đẹp, thân to. Còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì có giá là 250.000 một kg nhé các bạn nhé. Hàng tép đây. Cây nhỏ nhỏ vừa vừa dễ trồng cấy. Đấy, vừa vừa nhỏ nhỏ, rất dễ trồng cấy luôn loại này. Sơn thủy tiên vừa rồi mới xong hoa nhớ các bạn nhớ. Thì hoa mới tàn cách đây độ khoảng 20 ngày thôi. Thì mùa này cũng cây cũng đang bắt đầu lên những cái mầm cây con mới. Thì chúng ta rất dễ trồng cấy luôn ghép mùa này nhớ các bạn nhớ. Loại cây này chúng ta có thể trồng vào chậu bằng vỏ thông, hoặc là ghép vào những cái trụ gỗ lũa nhé các bạn nhé. Đấy, 250.000 một kg. Còn đây là lan chuối ngọc. Chuối ngọc có giá 200.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy, chuối ngọc có giá là 200.000 một kg. Đây, hàng chuối ngọc nhà em đây nhé. Đấy, còn nguyên từng bó. Đấy, em bán hàng giống. Hôm nay thì cũng lẫn được rất là nhiều dề á. Đợt này về có cả những cây nhỏ như những cây này xấu quá thì em sẽ lọc bỏ để, chứ không bao giờ gửi hàng đi. Những loại hàng như này thì em sẽ lọc bỏ để mà không gửi hàng các bạn nhé. Mà mặt hàng các bạn nhận được sẽ từ mức như này trở lên này, hoặc kể cả những thân nào ngắn nhất thì nhìn nó cũng phải được đẹp đẹp một tí thì em sẽ gửi hàng đi cho các bạn nhé. Đấy, 200.000 đồng một kg, giá rất rẻ luôn. Còn đây là có lẫn cả hoàng thảo xoắn vào đây này. Đây là lan đùi gà tròn nhớ các bạn nhé. Đùi gà tròn có giá là 180.000 một kg. Đấy, hàng rất là đều đẹp luôn. Có những thân ngắn thì nó rất to mập, và những thân dài cũng rất là dài đều luôn. Đấy, các bạn lúc đặt hàng thì có thể đặt hàng với em theo mức độ là dài và ngắn nhớ các bạn nhé. Đồng thời ngắn thì nó sẽ đi kèm với dề nó nhỏ, còn dài thì nó sẽ có cả những dề to to hơn tí. Nhưng mà thực sự là hàng dề hôm nay không có nhiều. Đấy, đấy, như một bó này bó dài á, nhưng mà dề to nhất của nó cũng chỉ là 2 thân thôi, 2-3 thân thôi. Đấy,
180.000 1kg nhé các bạn nhé. Còn đây là kiều tím. Kiều tím hôm nay chỉ có bác này thôi. Thân ngắn đẹp luôn. Thân ngắn to mập. Đấy. Vàng óng. Đây, kiều tím. Kiều tím có giá 250.000 1kg nhé các bạn nhé. Hôm nay bán rẻ luôn. Hôm nay chỉ có mấy cân luôn. Đấy, 250.000 1kg. Còn đây là chồn tím. À, đấy. Chồn bắc nhé các bạn nhé. Đây còn gọi sóc ta này. Có giá là 250.000 1kg nhé các bạn nhé. Đống này hôm nay quay hàng sớm nên em cũng chưa lọc. Có những cây nào nhỏ quá thì em sẽ lọc bỏ. Mà không gửi hàng các bạn như những cây nhỏ quá thì em sẽ lọc bỏ để mà cho vườn nuôi cấy tiếp thôi. Đấy, còn rất nhiều cây nhỏ luôn em chưa lọc được. Mà loại hàng em gửi đi cho các bạn là sẽ đấy như bó này là sen sen nhau này. Đấy. Đấy. Thân lá nó dài trên 20 phân trở lên mà thân lá nó cũng phải to to được tí, từ trên ngón tay trở lên. Đấy. Đấy, như những cây này đây. 250.000 1kg nhé các bạn nhé. Còn đây là sóc em xin lỗi, long tu xanh hoa tím. Long tu xanh hoa tím hôm nay thì hàng về rất là xanh mướt luôn. Đang lên những cái mầm rất tươi khỏe. Đấy, như cây này là hỏng mất những cái mầm. Thì em sẽ lọc bỏ để mà trong lúc gửi hàng đi thì sẽ có những cái mầm như này đây. Tất nhiên những cái lá này rất mềm mỏng nên là nó rất dễ bị tổn thương lúc vận chuyển á. Nên là chúng ta nhận được thì sẽ có đôi lúc lá nó bị nhầu và héo nhé các bạn nhé. Cũng đấy, long tu xanh hoa tím cũng có giá là 250.000 1kg thôi. Còn đây hôm nay em có chút lan nghệ tâm rừng Tây Bắc nhé các bạn nhé. Đấy, như mọi khi thì em bán lan nghệ tâm ở rừng phía Đông Bắc thì được cái thân to, mập mạp hơn. Còn loại này là thuộc về rừng bên Tây Bắc nha các bạn nhé. Nên là thân lá nó cũng nhỏ và mềm mỏng hơn này. Đấy, em cũng bán giá là 250.000 1kg nhé các bạn nhé. Chỗ này chỉ có chừng khoảng 2kg thôi này. Đấy. Vâng, và vừa rồi em đã giới thiệu tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền đang có. Thì giá chi tiết của từng loại lan thì Ngọc Bền cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi nhé. Thì các bạn hãy lưu ý và kê cho mình đơn hàng và điện thoại trực tiếp vào số điện thoại 0984754102 cho Ngọc Bền để đặt hàng nhé các bạn nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.